xuống nhúng phao liền nè. Đói. Làm ào ào như cướp. Câu vậy chết thì được. Đây câu vậy chết chứ câu thì. Đó, rửa rồi. Đúng thay lửa câu ra đã đây đúng. Hả? Để làm cho nó cái lưỡi thay ra đã. Cậu giật cho sướng. Hóc cho ta cậu. Dính vào ba. Dính vào ba, câu được vào ba. Thôi. Câu được con vào ba này. Dính vào ba không đồ. Ô hay chưa? Câu để vào ba. Dính vào ba không? Rồi, ô. Đồ nó cắn này hả? Câu đè xuống, thẻ xuống, đè xuống bắt chứ sao giờ. Câu được đây vào ba. Nó cắn lự hơn. Thục luôn. Từ đó ha. Lấy khỏi từ đây, từ đây tay không? Ủa, quá không? Cắn nó giữ luôn hả? Cắn chưa gầm luôn á. Móc vô chân nữa kìa. Giói cổ nó cắn hả? Đó bạn. Ông nó còn cái móc bên này nữa. Đấy cây gỡ móc. Đâu ra vô. Không móc dưới nè. Phải view luôn. Ừ. Chặt trước anh chặt. Đồ. Cái bè đâu ta? Cái thẻ. Cái bè ở thẻ. Thẻ. Rồi đem rộng. Cầm hai cái. Má cái đầu dài. Đính rồi ba hay thiệt. Ừ, đây hầm ăn ngon. Ăn luôn cái ăn luôn cái mu nó. À mu mà xèo mà mấy bên đây mình xèo. Đầu chảy máu. Đói quá nên chờ luôn mùi cám à. Chịt máu. Máu chân. Rồi ghe mát này. Ba đã ôm được á. Đã ôm được rồi. Có kèn. Có màu nhậu. Ăn chuối. Thì nó nói mấy bé xua lắm rồi chú. Đó. Nấu cái mai nó mềm nữa. Mà nó bự chứ mà nó nhả. Mùa. Hôm nay câu được lúc mày nấu. Được lúc mày xuống.
chai vậy nó ngọt không? Chập phải xả nước nha. Nhanh lắm, câu lưỡi nhả nhanh thấm mồi lắm. Mất từ kia rồi. Mà lưỡi nhả dễ mất mồi mà. Bấm bắt đến đại vô độ luôn. Đây có con rùa lớn lắm. Rùa rùa. Nó lên cái lùm nước dễ ghê lắm. Ra trong mấy bụi kìa. Tôi còn mét nó quay lại câu nữa. Từ năm ngoái thầy thấy to rùa dính rùa đó ngon. Rùa đó hơi khó. Đâu có đéo chỗ vô. Câu lại nhanh quá.